Thưa quý vị, sau khi Bộ Giao thông Vận tải gửi văn bản đề nghị rà soát các quán cà phê trên đường sắt, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có chỉ đạo nhằm xóa bỏ những quán cà phê trên đường tàu, trong đó tập trung phần lớn ở địa bàn quận Hoàn Kiếm trước ngày 12 tháng 10. Và ngay trong sáng ngày hôm nay, các lực lượng chức năng đã có mặt ở khu vực này để giải tỏa các quán cà phê theo yêu cầu của thành phố Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên VTV24 hiện đang có mặt tại hiện trường. Xin chào anh Đình Quân ạ. Xin mời anh có thể cập nhật cho chúng tôi những diễn biến chi tiết về các hoạt động sáng nay của lực lượng chức năng tại khu vực xóm đường tàu không ạ? Vâng, xin chào chị Thụy Vân, xin kính chào quý vị khán giả của Chuyển động 24 giờ. Tôi đang có mặt trên tuyến đường sắt dân sinh đi qua trục phố Phùng Hưng và nối với cả phố Điện Biên Phủ cũng như là Trần Phú ở phía đằng sau. Ngay từ thời điểm 8 giờ sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng của ba phường đó là Hàng Bông, Cửa Đông và Cửa Nam phối hợp cùng với cả công an quận Hoàn Kiếm và phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã bố trí các lực lượng barrier chắn tại những cái điểm lên xuống ở phía đường tàu nhằm hạn chế khách du lịch cũng như là những cái người khách tham quan đến đây để uống cà phê, chụp ảnh và tham quan ở địa điểm này. Tuy nhiên những người dân nào sống ở đây vẫn có thể ra vào và sinh hoạt bình thường. Đoàn tàu thì có các khung giờ chạy cố định cho nên lực lượng chức năng cũng sẽ bố trí các lực lượng nhằm tuyên truyền và nhắc nhở cho người dân cũng như là du khách nào đến đây chú ý để không đi vào khu vực đường dây tàu này. Theo như ghi nhận của chúng tôi từ trong khoảng 2 ngày hôm nay cho đến thời điểm cả sáng ngày hôm nay thì chỉ có lác đác một vài du khách đến đây và cũng đã nhận được cái thông tin là không được đi vào khu vực này. Rất nhiều người cũng đã thắc mắc là tại sao chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi chúng tôi vẫn có thể chụp ảnh ở đây nhưng ngày hôm nay đã không được vào nữa. Và cái việc mà giải tỏa những cái quán cà phê này nó chỉ là phần nổi thôi. Để có thể đảm bảo được cái sự an toàn cho người dân thì thành phố cần phải có những cái biện pháp cứng rắn hơn và mạnh mẽ hơn, đặc biệt là những cái việc mà vi phạm hành lang an toàn đường sắt ở đây. Và cuối tuần trước thì trước cái thông tin là thành phố sẽ giải tỏa khu vực này thì rất là nhiều du khách đã tập trung đến đây, thậm chí là một tuyến tàu đi theo tuyến Hà Nội và Hải Phòng đã phải dừng lại để cho khách tìm chỗ tránh. Theo như thông tin từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội thì từ cuối năm ngoái cho đến giữa tháng 9 năm nay đã có 15 vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, khiến cho 12 người chết và 1 người bị thương. Tuy là chưa có vụ nào xảy ra tại đường tàu này và đa số những cái vụ tai nạn đấy xảy ra ở khu vực ngoại thành. Thế nhưng không vì thế mà những người dân cũng như là du khách đến đây có thể chủ quan được. Và những cái thông tin tiếp theo về sự việc này chúng tôi sẽ truyền tải trong bản tin tiếp. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Đình Quân với những thông tin cập nhật vừa rồi.